chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng là trong những thời gian vừa qua, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã giúp quý vị thực hiện thành công thật nhiều món ăn ngon cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Và để có được thành công đó thì chắc chắn không thể thiếu, đó là những anh chị đầu bếp của chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp và gặp gỡ với đầu bếp Thành Vũ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Minh Châu. Xin chào anh. Đến với chương trình hôm nay, tôi có một món quà rất là thú vị dành cho quý vị và các bạn. Đó là một món ăn rất là phổ biến hiện nay trong các thực đơn nhà hàng và các sạn. Món ăn này rất là giàu dinh dưỡng nè, ít béo nè, và rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt những người cao tuổi hay những người cần bồi dưỡng sức khỏe. Anh Vũ ơi, Minh Châu có biết món gì không? Không, em tò mò lắm, anh hãy giới thiệu cho em, quý vị khán giả liền đi, hay là gợi ý cho em cũng được. Món ngày hôm nay anh được chế biến có nguyên liệu chính từ thịt bò và cộng với một đặc sản của Phú Quốc nữa. Đặc sản Phú Quốc, nước mắm. Chính xác, nước mắm là một đặc sản của Phú Quốc. Tuy nhiên ở Phú Quốc không phải chỉ có nước mắm không, còn có một đặc sản nữa rất là nổi tiếng, em có biết gì không? À, tiêu. Bò nấu tiêu. Sao hay vậy ta, bò nấu tiêu xanh. Thưa quý vị và các bạn, món bò nấu tiêu xanh tuy có xuất hiện ở rất là nhiều trong thực đơn của nhà hàng khách sạn, nhưng mà cái phương pháp chế biến rất là đơn giản. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tôi nấu món bò nấu tiêu xanh. Để chuẩn bị món này, nguyên liệu chúng ta cần có bắp bò 600g, tiêu xanh 40g, cà rốt lọc vỏ 1 củ, hành tím lọc vỏ 100g, ngò rí, lá thơm 1 lá, cà chua hộp, tỏi băm, khoảng nửa củ hành tây băm, 2 trái cà chua băm, bột mì rang vàng, dầu ăn và một số gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Trước tiên tôi sẽ cắt bắp bò thành những khối vuông có cạnh 4cm. Anh sẽ cho đây một chút xíu muối, khoảng chừng nửa muỗng cà phê muối thôi. Nửa muỗng thôi. Và một chút tiêu. Đấy, rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Cái này chúng ta ướp và để khoảng chừng 30 phút cho thấm là được rồi. Cà rốt tôi sẽ cắt những thanh dài khoảng 3cm và cạnh 2cm. Trong khi đó thì Minh Châu sẽ giúp anh lặt cái hạt tiêu này ra nha. Bỏ cái cuống đi. Dạ. Rồi, tiêu xanh sẵn sàng rồi đây. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ anh sẽ chia phần tiêu xanh này ra làm 2 phần. Một phần anh sẽ đem đi đập dập, một phần chúng ta để lại. Tại sao mình phải chia làm 2 phần? Tại vì anh muốn món ăn này chúng ta phải có cái vị cay nồng từ trong nước sốt, cũng như là vị thơm khi mà món ăn chúng ta đã hoàn tất. Anh sẽ cho ra đây. Anh cho ít dầu vào. Chị Minh Châu giúp anh làm một việc rất là đơn giản. Việc gì ạ? Anh sẽ cho em một cái chảo. Cho em một chảo. Một cái chảo và em chiên hành tím giùm anh, nhưng mà chiên không dầu nha, tức là em làm cháy mặt các cạnh của hành tím giùm anh nha, cháy xém cái mặt của nó thôi. Đúng vậy. Nồi dầu chúng ta đã nóng, chúng ta sẽ cho hành tây vào xào. Anh sẽ xào cho hành tây chuyển màu vàng nâu. Rồi bây giờ anh sẽ cho tỏi vào ha, tỏi vào. Tỏi này chúng ta cho khoảng 1 muỗng cà phê. Dạ. Là vừa. Bây giờ chúng ta sẽ cho tiêu xanh đã đập chập vào, xào cho dậy mùi thơm lên. Sau khi thấy tiêu xanh để dậy mùi thơm thì chúng ta sẽ cho thịt bò vào xào. Sau khi thịt bò đã sang rồi, bây giờ sẽ cho tiếp cà chua hộp vào. Ủa sao anh có cà chua hộp rồi mà mình lại còn có cả cà chua băm nữa? Tại vì cà chua hộp là cà chua cô đặc đó em, anh muốn tạo một cái màu đỏ đẹp. Và cà chua băm là tạo cái vị ngọt cũng như là vị chua cho món ăn. Nó hài hòa cân bằng, nó hài hòa với nhau. Giờ chúng ta sẽ cho bột mì vào. Nhưng mà tại sao anh lại rang vàng mà mình không cho ngay bột mì mà mình còn trắng vào? Một câu hỏi rất là lý thú. Bột mì chúng ta rang vàng ngoài việc chúng ta tạo màu và chúng ta có một cái mùi vị rất là đặc trưng nữa. Em đã nhớ rồi. Như vậy thì quý vị khán giả thân mến, khi thực hiện món bò nấu tiêu xanh, chúng ta hãy sử dụng bột mì đã rang vàng để tạo độ sánh mềm cho món ăn, chứ không phải là độ sánh đặc như là dùng bột năng. Bên cạnh đó thì món ăn của chúng ta còn dậy một mùi thơm đặc trưng và có một màu sắc rất đẹp. Sau khi bột mì đã thấm đều vô các miếng thịt bò ha, bây giờ mình sẽ cho cà chua băm nhỏ vào. Chúng ta xào cho cà chua rút bớt nước thì chúng ta sẽ cho vào đây 1 lá thơm và nước, chúng ta sẽ cho vừa xăm xắp mặt thịt thôi. Thì khi chúng ta nấu thịt bò cũng sẽ ra nước nữa đó. Rồi chúng ta cho vào đây 2 muỗng Aji ngon và một chút xíu muối. Bây giờ hành tím em xong rồi đúng không? Anh sẽ cho ra dĩa. Và chúng ta để lửa nhỏ ha, vừa nấu vừa vớt bọt. Rồi sau khi thịt bò của chúng ta đã gần mềm ha, dạ, anh sẽ cho cà rốt nè và anh cho hành tím ha. Dạ. Cho hành tím vào và phần tiêu xanh còn lại. Đây anh cho vị số 5. Và chúng ta nhớ không nên cho lá thơm nha. Dạ. Lá thơm sau khi nấu xong thì chúng ta nên bỏ lá thơm ra. Tại vì lá thơm khi cho vào ăn nó có mùi rất là nồng. Rồi cuối cùng anh cho một ít ngò rí trên mặt ha. Dạ. Đây. Mời em. Đây. Minh Châu thấy như thế nào? Anh Vũ ơi, em cảm thấy là thịt bò rất là mềm nè, mà đặc biệt là vẫn có cái mùi thơm nồng nồng của tiêu xanh á, rất là đặc trưng và rất là thú vị. Chắc chắn là món này sẽ làm hài lòng tất cả quý vị khán giả. Thân mến, nếu như chúng ta thực hiện món bò nấu tiêu xanh này cho những người thân yêu của mình thì còn gì bằng nữa, đúng không? Quý vị hãy thực hiện món ăn này và chia sẻ với chúng tôi những cảm xúc của quý vị qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 061 882 6188. Bây giờ thì Minh Châu và đầu bếp Thành Vũ sẽ nói lời chào tạm biệt với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình món ngon mỗi ngày lần sau.